Chào mừng các bạn đến với khách sạn Sao Việt 182/51 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp. Điện thoại 0862208879. Phòng sạch thoáng mát lịch sự là phương châm hoạt động ở nơi đây. Đến với khách sạn Sao Việt, các bạn sẽ cảm thấy một không gian thư thái, thoải mái, dễ chịu. Phòng ốc ngăn nắp gọn gàng, được sắp xếp quy chuẩn, là một trong những cái khách sạn nằm trên con đường Lê Đức Thọ. Sau việc có thâm niên hơn mười mấy năm kinh doanh, cung cấp các loại phòng ốc, phòng đơn, phòng đôi, bàn, ghế, tủ, các trang thiết bị trong phòng cực kỳ tiện nghi. Và ngoài ra còn có bãi đổ xe, xe đạp, xe Honda cho du khách muốn nghỉ qua đêm và lên đường hôm sau. Không gian thì rộng rãi và có thể chứa được hơn cả 100 xe Honda. Nếu có bước chân đến Sài Gòn thì các bạn hãy liên hệ Sao Việt Hotel theo số điện thoại 0862208879 để hưởng được giá cả ưu đãi nhé. Ngoài ra các bạn có thể đề nghị giặt ủi ở đây và sau đó sẽ hoàn tiền với giá cả phải chăng. Nên các bạn hãy yên tâm ở và sử dụng dịch vụ ở đây nhé. Tạm biệt các bạn.